mình gỡ ra đi chị Hạnh. Chị Hạnh mình gỡ cái dây nó ra để nó dính. Dạ. Chào chú Hải nha, chào mấy con. Quá rồi. Dạ. Dạ. Hải ôm vô tiếp đi chú Hải. Dạ còn một đợt nữa đó chú Hải ơi. Dạ. Cái này chú Hải phụ con nha. Cũng đúng lúc chú Hải đi về nhà. Chị Hạnh ơi, mình đem cái này vô trước hả chị Hạnh ha? Để cái bé ra sau. Dạ. Dạ con chào con. Dạ, con vô trước với chị Hạnh nha cô. Dạ. Trời ơi. Gạo, hai vô tiếp con không? Hai sắp dạ. Tiếp con với ơi. Hai ở bên nhà hai chị, hàng xóm hả chị? Hai là kế bên nhà. Dạ, hai đi cẩn thận nha. Ừ. Này luôn nè hả? Dạ, nhiều lắm, con gà nữa. Gì dạ? Có dạ còn vịt nữa. Mấy con vịt của con mua kìa. Dạ. Dạ. Trời ơi, vui em. Vui. Dạ. Trời ơi, ông Hải ơi, vợ ta vậy mà vợ bỏ đi cho đầu chết đi. Dạ, có bà con hàng xóm rồi thêm chị Hạnh quan tâm nữa thì chú Hải cũng rất là may mắn luôn. Rồi may mắn hơn nữa là có được cô chú Mạnh Thường Quân quan tâm nữa. Dạ. Trời, gắn cờ nó đi. Con đường này mình lội nước gì đó hả cô? Hả? Con đường này mình lội nước gì đó hả cô? Không, cậu thích không nước. Dạ hả? Dạ, hôm nay mưa quá mưa luôn rồi. Con gái dễ thương quá, con gái bưng thùng vịt tiếp cô nha. Năng niêm đó cho con. Rồi, chút xíu nữa là sẽ về gia đình con đó. Con thích không? Thích. Con tên gì nè? Con tên Diễm Hoa. Diễm Hoa, wow, tên đẹp quá. Rồi. Con đường vô nhà chú cũng quá nhiều sình ha cô. Dạ. Tại vì mưa con hả? Để điệu rồi chồng. Thôi. Dễ thương. Trời ơi. Vô đi. Vô con trai ơi. Vô đi. Vô đi con. Vô đi, con chạy vô đi. Chú Hải ơi, chú Hải bồng. Chú Hải ơi, chú Hải bồng bé vô trước đi. Rồi ra với con nha. Chạy mẹ được sao? Bỏ xe đâu mà nãy đâu. Quen bé kia ơi, quen. Cảm ơn chị Hạnh nhiều lắm. Trời ơi. Rồi giúp nhà. Hả? Tối chú Hải với lại các bé ngủ ở đâu? Ngủ nhà. Nhà ngủ trong nhà. Dạ chú Hải tiếp con nha. Dạ. Có điện không Hải? Nhà mình không có điện nha cô. Nè nữa con cho mấy con này ăn nha. Vịt cho nuôi luôn hả? Dạ. Mạnh Thường Quân gửi tặng mấy con vịt cho chú Hải với lại ba bé. Dạ. 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 Mình thả vịt ra trước nha. Con gái ơi, chú Hải ơi, mình thả mấy con vịt ra trước đi nha chú. Con thấy cưng không? Con thấy cưng không con gái? Giờ mình thả nó ra trước đi chú Hải. Chưa chút đi, chút thả ra chuồng mới được chứ. Con sợ nó mệt á. Bây giờ mình thả nó ra chuồng đi. Tại vì con mua là hồi lúc chiều 4 giờ to quá, có kìa đói rồi kìa. Dạ, có thức ăn, em có mua thức ăn luôn. Chú Hải đã mang thức ăn qua đi, chú Hải mình cho nó một miếng đi. Dạ. Rồi, mình cho một miếng vô đây đi, cho nó ăn đi chú Hải, để nó đói á. Em mua vịt xiên mới chị, với lại nó dễ nuôi á. Nó mà ăn đâu, chưa ăn đâu, nó mà ăn đâu. À. Có vậy chứ nó ngon đâu. Biết nuôi mà. Anh biết nuôi ha. Chưa được ăn đâu. Dạ. Cái này để cái này 3 ngày sao mới cho nó ăn. 3 ngày mới cho nó ăn. Dạ. Vậy mà nghe gã không ăn. Không có. 3 ngày mới cho nó ăn. Chú Hải ơi, mấy em nó thương vậy chú gái khởi nghiệp lo nha. Dạ. Dạ. Em bên bánh gói xanh nó phụ. Dạ. Mình vô đây thấy chị Hạnh, mình vô nhà nha chị Hạnh ha. Dạ. Dạ. Em ơi mình đem vô nhà nha. Rồi để dép đây hả ta? Em để lên cái ghế này giúp chị đi. Đúng rồi, chị cảm ơn. Đó. Sữa Vinamilk.
thùng sữa luôn á chị, em mua ba thùng sữa bởi vì quá nhiều đồ luôn á. Dạ thôi chị, làm dữ lắm bởi vậy thôi. Cảm ơn em. Để luôn nha chị. Dạ chị cảm ơn. Mình là hết rồi hả? Mình còn thùng sữa thôi chị. Còn thùng sữa. Chị cảm ơn nhiều. Tại nó quá nhiều đồ đi. Cảm ơn cưng. Con gái ơi, mình xếp đồ, mình mang đồ đi vô cái con gái. Mình xếp gọn lại con nha. Rồi, đúng rồi. Dạ. Chị ơi, mình chắc thùng, chắc quà bên đây đi chị. Mình chắc cái hàng qua này nè. Dạ, để con sắp xếp lại. Quá nặng luôn. Dạ. Quá nhiều luôn. Bánh trái là cô mua nhiều lắm. Mà con có cây kéo không? Con cho cô mượn nha. Con ở nhà con quét để thôi em bị mũi cắn con nghẹt. Ở đây là mình có điện hay chưa chú Hải? Điện này điện năng lượng có chừng 8, 9 giờ hết rồi. Dạ. À, cả nhà mình chắc ngồi tạm ở đây quá ha chị Hạnh. Cả nhà mình chắc ngồi đây luôn á. Dạ. Nhà thì không có phụ nữ cho nên nó nhiều cái nó cũng bề bộn. Dọn dẹp rồi có cái niệm thôi đó hả chị. Dạ cô cảm. À, cảm ơn con. Còn một thùng sữa nữa, cái chú giao hàng xíu á. Đây là gạo, còn một cái thùng bánh cũng cho mấy con nữa. Dạ. À, em Trăng ơi thì cũng đợi mắt các bạn nhân viên bên Bách Hóa Xanh giao đủ hàng á. Thì chị sẽ gửi tặng cái những món quà của em đến cho gia đình của chú Hải và các bé nha. Rồi cảm ơn em một thùng sữa. Ừ. Chị nhớ là còn một cái sọt bánh của chị nữa đó. Cái sọt bánh em chưa tính tiền cho chị hả? Ờ vậy em kéo cái đơn xong em gửi qua đây chị cho được không? Còn một cái sọt bánh á, em kéo ra nhưng các bạn nhân viên không thấy á, cho nên là để các bạn về đó lấy cái mình gửi cho các bé. Dạ. Dạ ở với Trăng mua rất là nhiều luôn. Giờ mình khui những cái món quà trước con nha. Giờ chú Hải với các bé ngồi chơi trộn hơi mừng kìa. À, hôm nay đến lúc thì cũng có chú Hải tình cờ đi làm về. Dạ. À, cũng có chị Hạnh á. À, rất là nhiệt tình luôn khi mà giúp đỡ cho gia đình chú Hải và các bé nữa. Thì hôm nay là chị cũng mua thêm những cái món đồ mà Trăng căn dặn chị á. Giờ trước tiên là chị khui những món quà này ra trước nha. Nha. Dạ. Này. Hôm nay thì con cũng chia vui với gia đình của chú Hải thì qua cái video lần trước đó thì cũng được sự quan tâm và yêu quý của Mạnh Thường Quân, đó là em Trăng, thì cũng có nhờ nhóm con á là đi mua những món đồ cần thiết đến gia đình của chú Hải nha. Thì đầu tiên ngày hôm nay là chỗ chị Hạnh á mở ra dùng cho mấy chị em. Dạ này. Dạ. À, Trăng nó rất cũng cẩn thận. Dạ. Dạ nhưng mà chú Hải may mắn lắm luôn á, lúc mà em lựa đó có cái cô cũng đi mua cùng với em nữa. Rồi hỏi ủa cưng mua này để làm gì ạ? À? Cái xong nó dạ em mua tặng cho gia đình chú Hải với lại các bé cũng thấy thương lắm. Rồi cái kế bên á là cái này là của Trăng mua là một chục chén nè. À, một chục đũa cho chú. Rồi ba cái tô kiểu, cái này là Trăng căn dặn em với chị Hạnh. À, rồi một cái nồi cơm để nấu. À, rồi một cái cái chảo. Cái này là của em Trăng gửi tặng cho gia đình chú. Bên cạnh đó đi cái cô đó cổ thấy thương, cái cổ tặng cho chú một cái muỗng với cơm nè.
rồi một cái giá, dạ, rồi cái 10 cái muỗng nữa, rồi thêm cái đồ đựng đổ muỗng, rồi cái nói là nấu cái này thì phải nhắc nồi, lại thêm cái này nữa. Đây là cô kế bên cô gửi tặng, dạ. Rồi. Rồi. Con ơi đi, các con ơi đi. Trời ơi, hôm nay là chị Trân có chuẩn bị cho con nè ha. Là đồ cho bé lớn nè. Con ngồi đi qua. Này, con qua đây với cô nè. À ơi. Đây, con mở ra xem đi. Đây là đồ của con đó, con thấy đẹp không? Rồi, con mở ra đi. Con thấy đẹp không? Vừa không? Con thấy vừa không? Đẹp quá trời. Rồi. À, con vô buồn mình thay một bộ ra nha, mình coi thử có vừa không, để mai mốt cô lấy ni nha. Chút xíu của con nữa, có của con nữa nha, trong lúc chị hai thay đồ là tới con nha. Bé nhỏ, bé này là bé giữa đúng không chị? Em tưởng con trai. Nhưng là con gái. Con gái ơi, con gái lại với cô nè. Đâu? Đâu ơi, lại với cô nè. Đây là phần quà của con. Em Trân dành cho chị Trân dành cho con nha. Rồi con mở ra đi. Con mở ra nè. Ôi ơi. Mỗi bé được 3 bộ. Wow, dễ thương quá. Đẹp quá chị ha. Trời ơi. Vậy là em đo em lựa cũng được. Em nhắm hay vậy? Đúng dạ. Tại vì em nhắm trên video á. Cô Trân với cô em kìa. Rồi, con xem đồ mới của con nha. Đây là còn 2 bộ nên là con mở ra xem coi đẹp không nha. Bây giờ tới em. Tới em cũng 3 bộ luôn á chị Hạnh. Mỗi bé 3 bộ. Con thay cho em 1 bộ đi. Ừ. Chị giờ để chị này, của con. Nó mát á chị Hạnh. Đó. Đây. Nè, con thích không? Dạ thích. Tao con trả lời cho cô biết rồi. Dạ thích. Dạ ăn chưa mày ăn. Rồi. Đây một bộ nữa. Rồi chị hai thay cho em nha. Chị hai thay cho em một bộ nha. Con chọn đi, em thích bộ nào là con thay cho em nha. Con nít nó vô từ vậy hả? Rồi tới bé Út nè, con tên gì? Con tên gì? Con thích áo. Đây là của con. Con giả đi. Con ả đi. Em sợ quá, em phải ghi gì nè chị. Bé nhỏ, bé giữa với bé lớn. Em lại dạ. Thấy là chắc vừa lắm luôn rồi. Em đi từ lúc 2 giờ đó, tới giờ em mới tới cho anh được. Mua. Dạ mua. Nhiều món quá nè. Dạ mua. Mua lớn nữa. Rồi cho nên là em không có vô được á. Này. Kìa, vô mới đi đúng không? Mấy cái bộ này thì con lựa con ước chừng á chú Hải. Dạ. Cái lại có mát á chị. Dạ. Tiếp thay ở đây thì em cũng mua cho gia đình của chú á. Gạo rất là nhiều luôn, là 30 kg gạo. Mỗi mâm như vậy là 5 kg. Con giỏi đi. À. Đẹp không con? Trời ơi. Trời ơi, thấy các bé vui gì cũng rất là vui luôn. Cô ba cho con uống cho con hủ hỉ. Quần này chị. Quần này chị cắt luôn chị. Rồi, tiếp theo là cô An cho có cái này nè nha. Con đem đồ của em vô đi, của em nè, con biết hết đúng không? Rồi, ở đây Trân á là nhờ em mua đó chị tới 4 5 thùng mì hủ tiếu. Nên giờ em phải khui từng thùng ra để cho các bé. Rồi, các con dẹp đồ vô nha. Để mình giặt xong rồi mình mặc với con. Dạ, trời ơi, ngoan dữ hả? Trời, bố ốc nó không luôn. Được. Trời ơi, bố ốc. Ê, bỏ vô. Phái, phái chị. Thích. Dạ, lúc đá nè. Này, có ốc no nè, nè. Ở đây á, là cô có mua cho mấy con á, là cháo yến nè. Rồi cháo cho dành cho bé nhỏ á chị. Dạ. Đó nè. Em có mua cái loại cháo á, cháo yến là cháo dinh dưỡng, em mua đủ loại hết trơn á. Có gì thì chú lấy cho các bé ăn xay vòng nha. Đây đây.
Hai một hai thùng. 14 hai đứa đi học rồi. Ừ. Phân lợi là bây giờ để sáng mình đi đẻ ra muốn thì bây giờ trưa mình mới đi học về mình đẻ. Bầu đêm có bầu. Đây, nhưng mà có một thứ ở đây thì chị cũng có mua cháo yến trẻ em á. Chân ơi, chị có mua bên cháo yến trẻ em luôn, là tổng cộng đây là 3 thùng. Tiếp theo đây chị khui từ từ. Chắc cái này là thích nè. Dạ, đây là sữa. 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 Cảm ơn chị con. Thôi chị cũng đói bụng rồi ha. Rồi. Chị chăn phát cho các em một mỗi em một bịch sữa nha. Dạ. Dạ. Này cô con. À. Này cô con. Rồi, cái này của con. Chút xíu có rất là nhiều bánh luôn. Rồi Trang ơi, đây chị khui ra từng thùng cho Trang xem nha. Đây là thùng mì chị cũng có mua. Chú ơi, mấy con vịt đó là mình nuôi để mà ăn thức ăn á chứ dạ. À, vịt nó không biết là. Đây là chị tiếp theo là chị mua những cái thùng hủ tiếu. Có chuồng, tôi có chuồng chẳng bên đi rồi cái tôi bắt đầu vậy đi. Tôi có chuồng bán cái chuồng tôi ôm thì con rồi đó giờ chứ một mà tại tôi nghĩ ôm thì con rồi bỏ cái chuồng qua là bỏ gì vô là bỏ gì. Chị cũng mua mấy cái loại miếng đó chứ, miếng này là miếng này là miếng là chị mua miếng không cay đó, miếng thùng em đói bụng con nấu cho em ăn. Rồi tiếp theo ở đây là thêm là 2 thùng sữa. Rồi chị để đây luôn cho nghe chồng. Đây, 2 thùng sữa. 3 thùng sữa. Rồi. 1 đứa 1 thùng. Rồi mấy chị em vui không con nè? Dạ vui. Rồi có thêm một món quà mấy con sẽ vui nữa, cực kỳ vui. Đây anh Bách Quá Xanh đang tiến tới. Đợi chị con kìa. Anh đang ở phía trước kìa. Của chị bao nhiêu nữa vậy cưng? 1.047.000 nữa. 1.047.000. Dạ cái đó là bánh. Đợi chị xíu nha. Chị cởi 1.050.000. Chị cảm ơn. Chị cảm ơn. Cảm ơn em nhiều. Thuốc uống nè. 1.047.000. Lấy cái bình, cái bình đi con. Cái bình đây em nữa. Bình đang mở ra chạy. Ồ, này. Chị Hạnh ơi, quá trời luôn rồi. Đồ ăn rồi, quà quá trời cho mấy bé luôn. Dạ đây. Đó, chị Trăng có gửi cho mấy con nè, kêu mua ít bánh kẹo. Đây. Chị hai chứ anh đâu? Ủa chị hai chị ba? Hai chị ba. Này gái luôn hả? Gái không à? Chết rồi, mua đồ con trai. Gái không đâu, nhau đâu. Không sao đâu. Gái không à? Chú ơi em xin lỗi. Con gái. Mặc cho nó mặt khỏe thôi. Cô xin lỗi rồi sao cô buồn? Trời sao cô buồn? Chết cô rồi. Kiểu này không được rồi con ơi. Tăng chắc là thích cái này lắm này. Đố con cái này là cái gì? Kẹo. Cảm ơn đi. Rồi à, các em chia nhau nha. Rồi. Này bánh. À, nhiều bánh lắm. Con sao con? Con nghĩ bánh hả? Nghĩ bánh rồi. Con ăn kẹo rồi. Đây.
Trời ơi. Ủa anh tặng cái gì nè? Kẹo sữa bò. Ôi, chị ơi được tặng. Chị Hạnh ơi được tặng. Được tặng cái chén. Wow, cưng quá. Dạ, chén con ăn cơm. Này, bánh nè con ơi. Chị hai ơi. Mình vô nhận bánh rồi chị hai. Này, kẹo nha. Em có mua thêm em có mua thêm là 5 bịch lập xưởng đó, chú Hải nè. Để mình nhờ ăn nha. Nhà 5 bịch. Rồi đây rất là nhiều cá mồi. Này, tụi con. Này, yeah, trứng luôn. Này có. Hôm nay thì chú Hải vui không chú Hải ơi? Dạ, toàn bộ số đồ ngày hôm nay á, là được em Trăng á, Mạnh Thường Quân á, là gửi tặng cho gia đình chú Hải nha. Với lại ba bé thì cũng gửi lời thăm sức khỏe đến gia đình của chú. Thì mong cho chú có nhiều sức khỏe để lo lắng cho ba em. Dạ. Trăng ơi, ngày hôm nay tổng hết chi phí mà chị đi mua cho em đó với số tiền là 5.517.000 thì phần chi tiết chị sẽ đọc cho Trăng biết nha. Đồ dùng gia dụng là chị mua là hết là 333.000, chỉ bớt cho chị 3.000 là còn lại là 330.000. Mua quần áo cho ba bé, mỗi bé 3 bộ là 720.000. Mua 10 con vịt cộng với thức ăn đó là 310.000. Chi phí mua thức ăn là 3.110.000. Giúp xíu nữa chị mua bánh kẹo nè, mua thêm lọc xưởng với lại cái phần sau bách hóa xanh họ giao. Thêm cá mồi nữa là 1.047.000. Thì tổng chị mua ngày hôm nay là 5.517.000. Dạ đây là hóa đơn chị gửi cho Trăng xem nha. Đây là hai cái hóa đơn ở bách hóa xanh họ gửi cho chị. Một phiếu thanh toán. Cái này chị chưa bao giờ ăn. Một cái phiếu thứ nhất. Rồi, một cái phiếu thứ hai. Rồi, đây là cái phiếu mà chị mua quần áo. Và phiếu mua đồ gia dụng. Còn về riêng về phần thức ăn và dịch đó, thì họ chỉ không có ghi hóa đơn cho chị. Hôm nay thì chị rất là vui mừng và hạnh phúc luôn khi gia đình chú Hải và ba cháu được sự quan tâm và sự yêu thương của em Trăng rất là nhiều. Ngày hôm nay là đồ trong nhà ngập tràn luôn, các bé cũng rất là thích. Chú Hải đây cũng rất là mừng. Chân thành cảm ơn Trăng một lần nữa nha. Xin chúc Trăng và gia đình luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ và hạnh phúc. Giờ thì cho chị với lại chị Hạnh chào Trăng nha, chào các bạn, bye bye. Chị cảm ơn cô Trăng. Cảm ơn cô Trang đi con. Cảm ơn cô Trang nha. Cảm ơn.